idol nhưng mà thì lại kiểu con gái hay ngại. Em đang nằm thôi, thì nằm cũng cách nhau rất là xa, từ từ mò tới kêu sao mà thấy nó lạnh lạnh, em kêu lạnh thì tắt máy lạnh đi, kêu tắt rồi, kêu đắp mền nè, không giờ đắp mền nó cũng không có ấm, làm cái gì cho nó ấm đi. Chuyện gì tới thì nó tới luôn. Sau đó là công khai nữa. Với bạn bè thân á, thì bên em sẽ công khai trước, rồi gia đình thì công khai cuối cùng. Rồi có cái gì cản trở không? À, thật ra là trước bạn trai trước kia của em là em lỡ có bầu, xong rồi thì hai bên cũng nói chuyện rồi em về em cưới thì cũng về ở ở một thời gian, thì làm dâu thì ở chung mẹ chồng va chạm rất là nhiều, thì chồng thì lại là nghe lời mẹ, em không có ở được thì em cũng cố gắng ở thêm một năm nữa vẫn không ở được, sau này em với con em sẽ về nhà ngoại ở. Sau khi ly hôn xong thì em mới vô công ty em làm thì em mới gặp chồng em. Tức là cái em là bây giờ em có cháu, cái bé con của em mấy tuổi rồi? Dạ 5 tuổi. 5 tuổi là ở với bà ngoại hay là bây giờ ở Giờ với vợ hiện chồng tại em? bây giờ là ông bà nội nuôi, tại vì lúc mà khi mà ly dị á thì tòa sẽ nhìn vào nguồn tài chính, mà lúc đó thì em không có công việc ổn định thì em không thể nào nuôi con em được, thì ông bà nội nói là để ông bà nội nuôi. Dạ. Bây giờ là cháu ở với ông bà nội, em có thường Dạ. xuyên gặp con không? Dạ có, hai tuần nào hai vợ chồng nó cũng về thăm. Vậy hả? Dạ. Hai chồng về Dạ. thăm con luôn. Được cái là con em rất là quý chồng em. Đó, anh Bu muốn chồng em hỏi. không bu em nữa. Cái việc mà bạn gái em lúc đó là có gia đình thì là bao lâu thì cổ mới nói cho em biết? Nó quen em là nói rồi đó. Khoảng trong 7 ngày đó là nói rồi. Là 7 ngày trước khi quen đi đầu Vũng tiên. Tàu là đã nói rồi. Dạ đúng rồi. Thì đầu tiên là nghe cô nói là em có con. Rồi ngồi đi cưng. Mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Hận và chào tất cả quý vị khán giả. Em là Nguyễn Văn Lộc, năm nay 27 tuổi. Hiện tại thì em đang làm trưởng phòng kinh doanh của công ty bất động sản. Em ở Ninh Bình, hai vợ chồng em đang sinh sống ở quận 12. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Em tên là Đỗ Thị Hà My. Năm nay em 25 tuổi và em làm công ty cùng chồng em luôn. Hai bạn kể cho anh nghe đi, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào? Em với vợ em là gặp nhau ở trong công ty, thấy không có xinh gái đâu, mập, buổi trưa là ngủ rất là nhiều. Còn em sao, em gặp anh này thì sao? Lần đầu tiên gặp em ghét lắm chị, em không có thích. Em thì lúc đó em trầm tính á, em biết nói chuyện lắm. Còn chồng em thấy em chỗ nhào 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 tối giống như là muốn ăn thịt, ăn tươi nuốt sống con người ta ấy. Kiểu như là thấy gái là nói chuyện á, thứ hai là cặp chân mày. Thấy nó rộng quá, Cũng em là không ấn có tượng của thích. các bạn Dạ em sợ đầu. hả, cặp chân Dạ mày em rộng là em sợ. sợ. Khi nào mới bắt đầu mới có thiện cảm với anh? Khoảng một tuần sau là có thiện cảm. Trời. Lý do? Thời điểm đó là em có chuyện buồn, anh cứ hỏi thăm em là sao mà thấy buổi trưa em ngủ nhiều, thấy mắt em thâm quầng không có ngủ. Cái em mới nói là em chia tay bồ thế này thế kia vậy, thế là em ăn gì không anh mua, em muốn sữa gì không và anh mua, rồi chiều về lại chờ em về về chung, rồi sau này nói chuyện thì nó có tình cảm. Và lúc đó có phải là em đã để ý cô này rồi không? Dạ đúng rồi, khoảng Ba khoảng tuần ngày thứ 8 là bắt đầu là đó. rủ đi Vũng Tàu rồi. Là chị này có vẻ chị cũng thích mình rồi. Xong là trong quá trình chở đi thì chị cứ ngồi xa em cách nhau chắc phải, chị ngồi cuối xe á, mà em ngồi đầu xe em chở đi. Thế là bắt đầu em đưa tay quàng sau chị, là cầm tay chị lên là quàng bụng mình. Thế từ từ đấy trở đi là ôm chặt Ôm kín, cứng ngắc luôn. từ đấy xuống Vũng Tàu Rồi luôn. ra Vũng Tàu mình có ở đêm không em? Dạ có chứ, đêm rất là đáng nhớ và là lần đầu tiên của hai vợ chồng em ở bên cạnh nhau. Đầu tiên vợ em là khoái rồi nhưng mà thì lại kiểu con gái hay ngại. Em đang nằm thôi, thì nằm cũng cách nhau rất là xa, từ từ mò tới kêu sao mà thấy nó lạnh lạnh, em kêu lạnh thì tắt máy lạnh đi, kêu tắt rồi, kêu đắp mền nè, không giờ đắp mền nó cũng không có ấm, làm cái gì cho nó ấm đi. Chuyện gì tới thì nó tới luôn. Sau đó là công khai nữa. Với bạn bè thân á, thì bên em sẽ công khai trước, rồi gia đình thì công khai cuối cùng. Rồi có cái gì cản trở không? Thật ra là trước bạn trai trước kia của em là em lỡ có bầu, xong rồi thì hai bên cũng nói chuyện rồi em về em cưới thì cũng về ở ở một thời gian, thì làm dâu thì ở chung mẹ chồng va chạm rất là nhiều, thì chồng thì lại là nghe lời mẹ, em không có ở được, thì em cũng cố gắng ở thêm một năm nữa vẫn không ở được, sau này em với con em sẽ về nhà ngoại ở. Sau khi ly hôn xong thì em mới vô công ty em làm thì em mới gặp chồng em. Tức là cái em là bây giờ em có cháu, cái bé con của em mấy tuổi rồi? Dạ 5 tuổi. 5 tuổi là ở với bà ngoại hay là bây giờ ở Giờ với vợ hiện chồng tại em? bây giờ là
ông bà nội nuôi. Tại vì lúc mà khi mà ly dị á thì tòa sẽ nhìn vào nguồn tài chính, mà lúc đó thì em không có công việc ổn định thì em không thể nào nuôi con em được, thì ông bà nội nói là để ông bà nội nuôi. Dạ. À bây giờ là cháu ở với ông bà nội, em có thường xuyên gặp con không? Dạ có, hai tuần nào hai vợ chồng nó cũng về thăm. À vậy hả? Dạ. Hai vợ chồng về thăm con luôn. Được cái là con em rất là quý chồng em. Bu chồng em không bu em nữa. À cái việc mà bạn gái em lúc đó là có gia đình thì là bao lâu thì cổ mới nói cho em biết? Nó quen em là nói rồi đó, khoảng trong 7 ngày đó là nói rồi. Là 7 ngày trước khi đi Vũng Tàu là đã nói rồi. Dạ đúng rồi. Thì đầu tiên là nghe cô nói là em có con rồi, có chồng mà ly dị rồi, thì thật ra là cái tâm lý mình là cũng bị ảnh hưởng, sốc. Em lại không tin, tưởng là nói đùa. Nhưng mà nó sau kiểm chứng lại thì là thật. Thì thật ra lúc đó mình không có phải là che trách gì cả, mà mình cảm thấy thương hơn. Một người phụ nữ mà như vậy thì mình là một người đàn ông thì mình nếu mà che chở được phần nào đó thì mình che chở. Vậy em hay quá, đúng rồi. Nhưng mà sau này thì gia đình em biết cái chuyện đó thì là có phản ứng gì không? Thì gia đình em thì đầu tiên không dám nói. Em phải nhờ ông anh thứ hai của mình ấy, để tác động vào. Thì cuối cùng cái kết quả thì đến rất là tốt. Ba mẹ em cũng là hiểu về vấn đề đó. Tại vì trước giờ em chưa có quen một ai cả. Để em đưa về gia đình. Thì đưa cô này về thì ba mẹ rất là thích. Vậy là và cái quá. Chuyện đó thì không có ảnh hưởng gì quá lớn. Như vậy thì chúc mừng em. Và sau cái hôm mà ở Vũng Tàu về xong thì khoảng bao lâu tụi em làm đám cưới? 2 năm. Vậy anh muốn hỏi là cái buổi mà anh cầu hôn em á, anh có lãng mạn không? Dạ không, lãng nhách à. Lãng nhách kìa, không ngồi kìa phản ứng kìa. Đúng ngày sinh nhật của em. Tổ chức sinh nhật cho em, chỉ nói là đi ăn nhậu với bạn bè thôi, thì em cũng đi. Xong cái mua em một chiếc nhẫn, đeo tay em, cầu hôn rồi nha, đừng có nói gì nữa hết á, cưới nha. Vậy thôi á. Vậy là xong là về nói với hai gia đình cưới. Rồi bây giờ là cưới nhau về. Dạ. Là được bao nhiêu lâu rồi ta? Dạ 6-7 tháng. Ở trong khoảng thời gian đó ảnh có tật xấu gì lòi ra không em? Dạ có anh, kiểu như là hút thuốc á, ăn cơm xong á là dọn chén phụ vợ, lau nhà phụ vợ xong anh đi đổ rác nha em. Em quyết định đi theo, trời ơi, cầm đĩa thuốc hút, em kêu anh ơi, ruột xuống, không cho thấy cái khói thuốc lên. Hút thuốc mà có nhậu nhẹt gì không? Dạ nhậu thì anh cũng có nhậu, nhưng mà anh nhậu là biết nhậu vào lúc nào và hoàn cảnh nào, chứ không phải là lúc nào cũng phải nhậu. Ví dụ đi gặp khách hàng hoặc là đi nhậu với công ty hoặc với sếp thì anh mới đi thôi, uống vừa vậy phải. Là không phải tật xấu, chỉ có khi nào đi nhậu về muộn nè, đi nhậu về trễ nè, hoặc là lén đi nhậu mà nói dối giống như là hút thuốc lá đó. Dạ. Thì mới là tật xấu. Thì đi nhậu về trễ thì chỗ em ở thì 11 giờ là nó đóng cửa rồi. Tính của em thì em lại sợ chồng em ngủ ở ngoài, đi xe về ví dụ cặn với cái giờ đóng cửa quá lệ xe cổ, em rất là sợ. Em điện 5 phút nữa anh về, tính tiền về rồi, chờ anh tí. Trời em rất là bực, về em rất là bực, em nổi quạo luôn. Có một lần là em sợ tới giờ, kiểu như là lúc mà gần cưới thì hai vợ chồng ở chung. Chồng em đi lúc về với lại công ty, em gọi điện không nghe máy. Chồng em chưa bao giờ mà em gọi điện không nghe máy, lúc nào gọi anh đang bận họp hoặc là anh đang ngồi khách hàng thì anh không nghe điện thoại được, bấm mấy bạn là em biết. Đằng này em gọi cả trăm cuộc không hề nghe máy, em gọi cho đồng nghiệp của anh kêu anh ơi anh Lộc về chưa, sao em gọi không được, kêu ủa anh Lộc về nãy giờ rồi. Mà em lại sợ, em xuống em đi dạo ngoài cửa em không thấy đâu hết, quyết định ra cửa xe chìa khóa nằm trên nằm hai người nằm song song với nhau luôn, nằm dưới đất ngủ luôn, em không kêu vô được luôn. À là nhậu xỉn nhậu quá, lầy, nhậu xỉn nhậu quá, lầy câu cái luôn đó luôn đó. Dạ. Còn lòi ra cái tật gì nữa không? Cái kiểu như là nhay đứng làm cái gì, cái là chạy tới nhột lét cho phá lên, hoặc là cầm hai cái tay kẹp hai chân em lại nhột lét cho em cười chơi gì đó. Khi mà em ngủ tật em rất là xấu thì em hay giang chân giang tay, một mình em chiếm mấy cái giường, tao mới chụp lại qua sáng mai gửi qua cho em. Trời ơi vợ anh cho vợ coi cái này vui lắm, hình nào là ngủ mấy lỗ mũi rồi tạo theo kiểu cho em nữa, là chân em đá bên này tay em đá bên kia, chụp hết lưu lại chơi vậy đó. Mà không như vậy là cũng dễ thương. Tới em đó, cô ấy tật xấu gì không? Vợ em thì tật xấu thì thật ra là kể nhiều, nhiều nhất là vợ em hay giận. Những cái chuyện mà rất là nhỏ nhặt, nhưng mà vợ em thì lại xé ra to. Suy diễn đó, dạ, bé xé ra to mà rất là hay suy diễn, và cái là cực kỳ nóng tính. Không, cho em đính chính lại tí. Em giận hờn vu vơ, 5 phút sau là em hết giận rồi. Chứ không phải em giận như người ta là 1 tiếng, 2 tiếng ngày này qua ngày kia, không có. Hai vợ chồng cãi nhau rồi 5 phút sau là cũng ôm nhau ngủ tiếp rồi. Chứ không phải là giận da, giận nhiều. Nóng tính sao? Biểu hiện vợ sao? Em mà nóng tính là gom đồ. Gom đồ đi. Đi một đâu? Lần là đi ra ngoài rồi. Cứ xách vali đi vậy đó. Là em phải chạy xe đi em kiếm. Đi trên con đường vô định vậy đó. Không biết con đường vô định. Và đấy là hồi trước thôi.
Còn bây giờ cứ hai vợ chồng cãi nhau là vợ chồng em là có hai cái giường. Em là một cái, vợ em một giường, vợ em ở dưới gầm giường á. Chưa hiểu. Cứ lần cãi nhau là vợ em kêu em về nhà đây là chui gầm giường ngủ. À vậy đó. Không, là bắt em xuống gầm giường ngủ. Không, không. Em chui gầm giường. Em chui xuống gầm giường. Đúng rồi. Tức là rất là dễ thương. Em về nhà đây. Em về nhà đây cũng như vợ em có nhà nữa. Nhà bà ở dưới gầm giường. Nhà dưới gầm giường chỉ có vợ em chui thôi, vì gầm giường nó rất là nhỏ. Em thì bụng nó to, không chui được. Có khi nào mà ngủ cả đêm dưới không? Dạ có chứ. Cả đêm dưới gầm giường luôn. Dạ, dạ. Trời ơi. Thường xuyên đấy chị. Em không năn nỉ. Năn nỉ không được. Tính em hơi cố chấp. Có nhiều khi chồng em kéo cái giường ra luôn. Lôi em ra xong được rồi. Chui vô lại tiếp. Cái giường nó rất là nhỏ. Cái lỗ nó xíu à. Em lăn vô một cái là lọt luôn. Còn chồng em là phải dưới giống như là con kiến mà nó đang moi vô một cái ổ rắn rất là dài vậy đó. Thảm lắm. Trời ơi, mà sao em nằm dưới ngủ được không em? Hay là cả đêm thức trắng? Lúc mà chồng em chưa ngủ á thì em vẫn nằm ở dưới ôm gối ôm ngủ. Vậy đó hả? Dạ. Bây giờ còn không em? Giờ vẫn còn đấy. Em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em chỉ mong muốn vợ em là những cái gì mình quyết định ấy, thì mình nên suy nghĩ kỹ, đừng có nóng vội quá. Với lại là trong cái cuộc sống của vợ chồng thì không nên nóng tính quá. Còn em sao? Mong muốn chồng thay đổi gì? Mong muốn của em thì em muốn chồng em bớt hút thuốc lại và đi nhậu về sớm hơn một tí, đừng để em lo lắng, tại vì em cũng sợ đi đường xe cộ này nọ nữa. Dạ. Hai đứa có con chưa? Dạ chưa. Có mong muốn là có đứa con không? Dạ có. Đúng chỗ rồi, đúng nơi rồi, cái đất này lành lắm nè. Cái mong muốn của vợ em với em là đúng đó thôi. Đang chuẩn bị có con mình đừng hút thuốc nữa. Dạ vâng. Còn em cũng vậy, cái nóng tính nó cũng ảnh hưởng đến nội tiết tố của người phụ nữ. Thành ra là hai đứa đều giảm cái đó xuống tự khắc. Cộng với lời chúc này là sẽ có con. Nhẹ nhàng. Thôi anh chúc cho hai em luôn luôn yêu thương nhau nghe. Lúc nào cũng dành cho nhau những gì đó ngọt ngào nhất trong cuộc đời ha. Mà đặc biệt cuối năm nay nha, bác sĩ mới báo tin vui, sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của chúng ta. Rồi, xin cảm ơn em.